Hello po mga kababayan. Hello naman. Sawadee. Xin chào các bạn. Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bản tin tiếng Việt của Thời báo Di dân mới toàn cầu. Tôi là biên tập viên Đức Mạnh. Bản tin ngày hôm nay sẽ có những nội dung chính sau đây. Trạm phục vụ của Sở Di dân tại huyện Tân Trúc quan tâm đến du học sinh mới đến Đài Loan học tập. Cuộc thi hát tri ân dành cho con em của di dân mới trên toàn Đài Loan năm 2021. Di dân mới đến từ Ba Lan với tài làm bánh ngọt được rất nhiều người Đài Loan yêu thích. Di dân mới của thành phố Cao Hùng vào hoạt động trở về nhà mẹ đẻ. Con em của di dân mới ghi lại những thước phim về đường cổ tại Miêu Lật. Trạm phục vụ của Sở Di dân tại huyện Tân Trúc quan tâm đến du học sinh mới đến Đài Loan học tập. Trạm phục vụ thuộc Sở Di dân tại huyện Tân Trúc đã tuyên truyền luật cư trú của người nước ngoài tại Đài Loan cho sinh viên nước ngoài mới đến du học, để các em có thể hiểu được quyền lợi của bản thân và các quy định mới nhất về cư trú tại Đài Loan. Đồng thời, thông qua việc tuyên truyền bảo vệ an toàn cá nhân, phòng đối ngoại của Cục Cảnh sát, chính quyền huyện Tân Trúc đã mang đến sự quan tâm ấm áp cho các bạn sinh viên người nước ngoài. Đồng thời, còn đặc biệt tuyên truyền các kiến thức về phòng chống dịch tả lợn châu Phi và dịch COVID-19. Ngoài ra, còn giới thiệu ứng dụng app dịch vụ an ninh, nhắc nhở tầm quan trọng của việc bảo vệ an toàn bản thân khi sống ở Đài Loan. Cuộc thi hát tri ân dành cho con em của di dân mới trên toàn Đài Loan năm 2021. Cuộc thi hát tri ân dành cho con em của di dân mới trên toàn Đài Loan năm 2021 có thời gian đăng ký báo danh từ ngày 3 tháng 3 cho đến hết ngày 16 tháng 4. Đây là cuộc thi âm nhạc dành riêng cho con em của di dân mới. Vòng chung kết sẽ được tổ chức vào ngày 11 tháng 5 năm 2021. Cuộc thi cũng tạo ra cơ hội cho con em của di dân mới yêu thích ca hát được tỏa sáng trên sân khấu và thể hiện tài năng ca hát của mình. Giải thưởng cao nhất cho cuộc thi cũng khuyến khích con em của di dân mới gửi những lời ca tiếng hát tri ân tới cha mẹ của mình nhân dịp ngày Tết của mẹ. Di dân mới đến từ Ba Lan với tài làm bánh ngọt được rất nhiều người Đài Loan yêu thích. Cô Janeta là một di dân mới đến từ Ba Lan, có tay nghề làm bánh rất điêu luyện. Cô làm ra được nhiều loại bánh kem được người Đài Loan rất yêu thích. Janeta kết hôn với người chồng Đài Loan vào năm 2017. Chồng của cô đã phát hiện ra tay nghề làm bánh của cô và tích cực khuyến khích cô khởi nghiệp với nghề làm bánh. Sau khi nỗ lực học hỏi, ngôi nhà bánh ngọt của bà xã Ba Lan đã chính thức ra mắt trên Facebook. Janeta cho biết, Đài Loan tuy không rộng lớn nhưng khắp nơi đều có những món ăn đặc biệt và cuộc sống cũng rất tiện lợi. Di dân mới của thành phố Cao Hùng vào hoạt động trở về nhà mẹ đẻ. Hiệp hội chăm sóc ngưng ái Đài Loan đã tổ chức hoạt động di dân mới trở về nhà mẹ đẻ, thu hút hàng trăm di dân mới của thành phố Cao Hùng tới tham gia. Hoạt động đã kéo dài 20 năm, mỗi một di dân mới đều mang tới các món ăn đặc sản quê hương, tăng thêm sự đa dạng ẩm thực quốc tế. Thị trưởng của thành phố Cao Hùng Trần Kỳ Mại đã tới tham gia và khuyến khích con em của di dân mới tích cực học tiếng mẹ đẻ, phát huy ưu thế đa dạng văn hóa. Ngoài ra, khu dân cư Quảng Phúc dự kiến bắt đầu từ tháng 5 sẽ mở các lớp học bằng 3 ngôn ngữ Indonesia, Việt Nam và Thái Lan. Bồi dưỡng năng lực ngôn ngữ các quốc gia Đông Nam Á cho con em của di dân mới ngay từ khi còn nhỏ, góp phần đào tạo nguồn nhân tài quốc tế cho quốc gia trong tương lai. Con em của di dân mới ghi lại những thước phim về đường cổ tại Miêu Lật. Tăng Mùi Tuyên là thế hệ thứ hai của di dân mới, cùng với mẹ của mình là cô Phùng Thị Anh và các bạn học cùng lớp đã đạt giải thưởng chương trình dệt ước mơ cho di dân mới và con em của di dân mới lần thứ 7. Tăng Mùi Tuyên đã chọn đường cổ Miêu Lật làm chủ đề và tiến hành khảo sát quay lại những thước phim về 6 con đường cổ tại huyện Miêu Lật. Thông qua những thước phim này sẽ giúp cho những di dân mới của Đài Loan biết đến những con đường cổ tại huyện Miêu Lật. Và ngày càng có nhiều người biết đến vẻ đẹp của nhiều địa danh khác tại huyện Miêu Lật. Những đoạn phim được dựng thành những video bằng tiếng Trung và tiếng Việt. Trạm phục vụ của Sở Di dân tại huyện Miêu Lật cũng đã cùng em Tăng Bùi Tuyên ghé thăm các con đường cổ khác và cho biết vô cùng ủng hộ dự án này.